bạn ơi, các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào mừng các bạn đã đến với Sun Sale và đánh giá. Trên tay của mình đang là chiếc Redmi K50 Gaming. Chiếc điện thoại này sở hữu con chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Về những cái điện thoại của Xiaomi ấy, thì hiệu năng phụ thuộc rất nhiều bởi những cái bản ROM của nó. Như ở đây các bạn có thể thấy là phiên bản ROM mình đang sử dụng là phiên bản MIUI của Xiaomi EU và phiên bản 13.0.6 là ổn định này. Tên thiết bị hiện tại là nó sẽ đổi sang là Poco F4 GT, chip là 8 Gen 1 này, RAM 12GB và bộ nhớ trong là 128GB. Và hôm nay mình sẽ tiến hành cài ROM quốc tế cho chiếc điện thoại này các bạn ạ. Mình sâu qua cái điểm số AnTuTu cho các bạn thấy này. Bình thường thì cái con điện thoại này nó sẽ được gần 1 triệu điểm cơ. Tuy nhiên điện thoại trên tay mình thì điểm số rất là kém, 805.000 điểm, mà CPU là 156 này, GPU có mỗi 413.000 thôi. Và cái nhiệt độ sau khi chấm nó tăng rất nhiều luôn, tăng hơn là 9,2 độ C cơ. Mình cho các bạn xem cái bảng xếp hạng của nó này. Thì trong cái bảng xếp hạng này, con Poco F4 GT bình thường nó phải là 975.000 điểm cơ. Mình sẽ chấm qua cái 3D Max này các bạn nhé. Ok, mình đã làm xong cái bài test của 3D Max rồi thì cái điểm số là 2453 điểm và cái FPS trung bình ý, thì được có 14,7 FPS thôi các bạn nhé. Tiếp theo mình sẽ đến với Geekbench. Và đây là điểm Geekbench các bạn nhé, 765 điểm đơn nhân, 3106 điểm đa nhân. Trước khi cài ROM, mình có lưu ý những cái điểm này cho các bạn. Điểm thứ nhất, để cài ROM điện thoại Xiaomi thì các bạn phải unlock bootloader nhá. Điều thứ hai là điện thoại khi mà cài ROM thì nó sẽ xóa tất cả dữ liệu, thì các bạn cần phải sao lưu lại dữ liệu. Điều thứ ba là điện thoại của các bạn cần phải kết nối một cái máy tính hoặc là cái laptop, nhưng mà mình khuyên dùng là đối với laptop các bạn nhá, bởi vì laptop nó có nguồn pin dự phòng thì điện thoại và laptop của mình vẫn có thể hoàn thành nốt cái quá trình cài ROM các bạn nhé. Nếu mà cài trên desktop thì khi mất điện, điện thoại có thể bị treo bằng brick máy. Ok, nếu mà các bạn đã biết những cái lưu ý mà mình vừa đưa ra ấy, thì tiến hành cài ROM nhé. Chúng ta tìm Mi Film này. Ở trong cái phần này thì mình nhập cái tên thiết bị vào K50 Gaming hoặc là Poco F4 GT. Ok, mình ở trên Mi Film thì có rất nhiều các bản ROM, ví dụ như ở đây là ROM Chila này. Thì hôm nay mình sẽ cài cái ROM quốc tế cho điện thoại version là V13.0.5. Cài qua và cài ROM có một vài cách, ví dụ như cài qua Flatboot này hoặc là sử dụng cái file này cài qua TWRP. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ cài qua Flatboot Mi Film các bạn nhé. Thì tiếp theo đó chúng ta sẽ tải cái phần mềm Mi Flat về nhé. Xong rồi chọn cái phiên bản cao nhất là nó sẽ có thể tải về được. Mật khẩu giải nén thì là ở trên này nhé. Ok, hãy quan sát màn hình máy tính của mình này. Chúng ta tải cái Mi Flat về rồi thì giải nén ra nhé. Nhập mật khẩu ở trên trang web này. Ở trong cái Mi Flat này thì lưu ý là thêm một cái thư mục gọi là LOG. Trên điện thoại thì chúng ta bật cái gỡ lỗi USB lên nhé. Giảm âm lượng và phím nguồn. Giữ này. Điện thoại đã vào chế độ Flat Boot rồi các bạn nhé. Các bạn tải thêm một cái phần gọi là USB Driver để cài Driver nhé. Chúng ta chọn Control Panel này, Hardware and Show này, xong rồi chọn Device and Print. Chúng ta kích vào Android này, chọn Project này, Hardware, Change Setting này. Chúng ta chọn Update Driver, Pro My Computer for Driver. Chọn Let Me Pick nhé, chọn Lake này. Xong chúng ta chọn cái thư mục có USB này. Chúng ta chọn cái thứ hai là Android Bootloader. Ở trong Mi Flat thì chúng ta chọn Select này. Xong rồi chọn đến cái thư mục mà đã giải nén cái file ROM ra nhé.
chọn vào cái thư mục ở dưới. Chúng ta bấm driver, chọn install để cài đặt driver nhé. Ở trong cái VFAT này, quan trọng nhất là chúng ta sẽ chọn clean all nhé. Thì khi mà cài ROM rồi, không khóa bootloader lại. Nếu mà để clean all and lock ấy, thì nó sẽ lock bootloader lại. Ok, chuẩn bị xong rồi thì bấm vào install thôi. Thì nó bắt đầu rồi. Quá trình cài ROM thì cũng còn tùy, từ 8 phút trở lên các bạn nhé. Ok, thế là xong rồi các bạn ạ. Thế là cài xong rồi nhá. Bây giờ có thể rút cáp điện thoại ra được rồi. Bây giờ chờ nó khởi động một chút nữa là xong thôi. Mình sẽ tiến hành cài một số cái phần mềm, ví dụ như là AnTuTu này, xong rồi BodyMark, BenMark các thứ. Ok, điện thoại lên rồi các bạn này. MIUI 13 này, bấm vào này, có tiếng Việt luôn nhá. Vì điện thoại này chưa được đăng nhập tài khoản Mi Cloud ấy, nên là nó sẽ không bắt nhập mật khẩu. Còn ví dụ điện thoại nào có tài khoản Mi Cloud rồi thì các bạn lưu ý là phải nhớ cái mật khẩu nhá. Tại vì sau khi cài ROM xong ấy thì nó bắt nhập cái mật khẩu vào mà. Nếu mà mình không nhớ thì nó sẽ khóa máy lại. Ok, mình đã cài xong sang cái ROM Global rồi. Thì hiện tại là Boco thì luôn luôn là sẽ cài luôn cả cái Genshin Impact về luôn. Đây, như các bạn có thể thấy, MIUI Global 13.0.5 ổn định này, Boco F4 City này. Với cái phiên bản Global này thì có cả tiếng Việt luôn. Và sau khi mà cập nhật ấy, thì nó sẽ tự cập nhật ở trên điện thoại luôn các bạn nhé, không cần phải dùng máy tính nữa. Ok các bạn ơi, mình đã cài xong ROM và cài cái ứng dụng, ba ứng dụng là AnTuTu này, BodyMark và Geekbench để chấm điểm và so sánh với điểm số trước khi mình cài ROM nhé. Còn video mà test game khi mà sử dụng cái ROM này ấy, thì mình sẽ làm vào một cái video sắp tới, vì thời lượng trong video có hạn mà. Mình sẽ chấm điểm AnTuTu nhé. Ok các bạn ơi, mình đã chấm điểm xong rồi này. Và cái điểm số này khá là cao rồi nhá, gần bằng cái về cái phiên bản Boco F4 GT phiên bản 256GB cơ. Ok, mình đã chấm điểm AnTuTu lần 2 xong rồi. Thì các bạn thấy điểm số này còn thấp hơn lần trước 30.000 điểm, vì cái nhiệt độ lúc chấm đã là 40 độ C rồi. Với cái điểm số lúc đầu chỉ là 805.000 điểm này, CPU là 156, GPU là 413. Nhưng mình thấy thì cái điểm số GPU là vẫn giữ nguyên này. Tuy nhiên CPU được cải thiện rất nhiều, lên đến 200.000 điểm. MM cũng được cải thiện, UX cũng được cải thiện. Và lần 2 này nhiệt độ không lên nhiều, 6 độ C thôi, từ 40 đến 46.9. Như các bạn có thể thấy là điểm số chấm 3 lần thì cái điểm đầu tiên là thấp nhất này, khi nào máy nó nóng lên 40 mấy độ ấy. Còn các cái điểm tiếp theo là nó cũng bằng nhau thôi, và so với cái điểm mà sử dụng cái ROM EU ấy, thì cũng bằng nhau thôi. Mình sẽ sang Geekbench nhá. Geekbench là chấm điểm dựa trên sức mạnh của CPU. Như các bạn có thể thấy là cái điểm đơn nhân là 1.168 điểm, hơn cái ROM EU rất nhiều.
Rome EU chỉ được có 765 điểm đơn nhân thôi. Chứng tỏ đối với Rome quốc tế này thì cái CPU nó đã được bung ra rất là nhiều. Ok, trên đây là video mà mình đã cài Rome quốc tế cho chiếc K50 Gaming này. Mình đã test lại điểm AnTuTu 3D Max này, Geekbench, thì mình thấy với cái Rome quốc tế này nó cho cái hiệu suất tốt hơn cái Rome EU mà mình đã cài nhá. Rome EU thì nhiều Rome ngon, nhưng mà cái Rome hôm đấy mình cài thì hiệu năng hơi bị đuối. Mình sẽ có một video test game cái điện thoại này và sẽ có cái phần gắn quạt tản nhiệt nữa các bạn nhá. Nếu mà các bạn thấy video này hay thì hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.